Cái phần thứ hai mà tôi đã giảng các chị sau tổng quản là một số cái mẫu mô hình mà người ta, nếu bạn không sáng tạo được, bạn chỉ cần bắt chước và đã thành công. Là ý tưởng của em là em cá nhân hóa nhu cầu, ví dụ thế. Nhưng khi mà xây mô hình thì nó chín yếu tố. Xây chín yếu tố thì cuối cùng em vẫn hầu cá nhân, nhưng mà cá nhân độc đáo luôn. Nhưng mà hầu cá nhân thì các anh chị ạ, nó có những mẫu nào để hầu? Bây giờ hệ sinh thái thế nó có mẫu nào để nhau hầu? Nhưng mà mẫu thì nó nói chung và nó hầu được tất. Nhưng muốn hầu người ta là hầu cá nhân, hầu sinh thái hay là hầu khép kín, nhu cầu khép kín được tất. Nhưng bây giờ tôi đặt vấn đề là mô hình, tức là chín yếu tố. Thì để hầu được cái đó thì cái phần mà tôi đang giảng các anh chị là các mẫu ấy, nó nhắm tới cái này này. Một là tao hầu theo hướng, là ta hầu trực tiếp, hầu theo mẫu, đó là hướng tới khách hàng. Khách hàng là niềm đam mê. Nếu tao hướng tới cái mô hình hướng tới khách hàng, mà khách hàng nó muốn cá nhân hóa hay nó muốn sinh học hóa thì cái gì cũng giống nhau thôi. Nhưng mà tao muốn hầu là tao hầu trực tiếp. Bây giờ kiểu hầu thứ hai, hầu gián tiếp, là tao hướng tới cái mô hình ấy, nó đặt nặng, nặng vào cái chỗ đó, hướng tới nội bộ bằng cách tao quản trị tài sản, quản trị con người, tối đa hóa khả năng thực thi của nhân viên. Thì cuối cùng tao vẫn hầu được khách mà. Một kiểu hầu thứ ba là tao hầu bằng cách tao xây mô hình, đặt trọng số vào đầu vào. Tức là đặt trọng số vào tính nguồn lực. Còn mô hình 2 là đặt trọng số vào tính hoạt động. Còn mô hình 1 ấy, là ta đặt trực tiếp hầu mày luôn. Còn nếu hai cái này nó là hầu gián tiếp thì lúc này đầu vào. Mà đầu vào quan trọng nhất ấy, để hầu người ta được, thì nó là con người. Cho nên nó gọi là mô hình người tài. Cho nên bạn mới thấy cái lũ giảng dạy là 1, lúc diễn giả là 2, lúc quan chức là 3, lúc thì nói khách hàng là trọng tâm, lúc lại mở mồm ra phải thực thi, lúc lại mở mồm ra hôm nay mở lớp dạy người tài. Cái thằng dạy nó không hiểu để làm gì, tôi nói thật các bạn. Mà cái lũ chó đã không hiểu thì không bao giờ giảng được. Mà đi so với tôi à? Tí nữa tôi sẽ nói sang GDP, GNP. Nó nửa chứ không biết mà mày đặt đi dạy chiến lược thì mày phân tích thì chó nó được nguồn lực, khả năng kháng cự. Đừng để tôi nói toạc ra, tôi giả bộ tôi khiến tốn thế thôi các bạn ạ. Vậy thì các bạn phải nghiên cứu nó, đọc nó. Cuối cùng tôi vẫn chiều được người tôi yêu. Một là ta chiều trực tiếp, hai là ta không chiều trực tiếp, cuối cùng tao vẫn chiều mày. Nhưng tao chiều bằng khả năng hành động, thực thi luôn. Đây là mô hình của tao. Tao cho mày rớt nước mắt. Bây giờ mô hình thứ ba, tao không chiều bằng thực thi, mà tao cũng chả chiều bằng trực tiếp, mà tao chỉ ngồi tao ra lệnh ấy, bởi vì tao có tài. Mà cái người mà người ta được chấp hành lệnh người tài, người ta hạnh phúc lắm. Anh sai em đi, được anh sai là hạnh phúc của đời em. Vậy thì nó có những mô hình chuyên biệt hóa, mô hình đam mê khách hàng, mô hình thực thi của nhân viên, mô hình toàn thằng tài để cho chúng mày bị khuất phục. Mà khi khuất phục thì đầu tiên ấy là người ta quan tâm, xong đến người ta thích, người ta thích xong người ta thành fan, thích miết. Xong đó người ta đạt đến mức trung thành. Xong trên trung thành thì người ta đạt đến mức, người ta bị đến mức lệ thuộc. Vậy thì bạn mê con đàn bà, con đàn bà mê bạn, nó mê ở cấp độ nào? Nếu bố mày có tài, bố mày sẽ cho mày lệ thuộc, thì lúc này tự nhiên khách tôi điều khiển được ngay.
Cho nên bạn phải nghiên cứu nữa. Thì bạn hiểu rồi, bạn sướng lắm. Vậy thì con vợ bạn nó đang, thì nó phải thích bạn là giá thấp nhất chứ. Thậm chí nó là fan của bạn chứ. Nhưng nó ở cấp nào? Và tôi đã để vào cấp lệ thuộc thì tôi là người tài. Như vậy tôi sẽ thỏa mãn vợ tôi bằng thỏa người tôi thương bằng người tài cơ mà. Tôi cần gì phải hoa với hết. Anh khỏi hoa đấy. Tự mua hoa em tặng anh. Ta tặng em. Em tự mua tặng em. Coi như là của anh. Nó phải siêu thế chứ. Cho nên người ta xây rất nhiều mô hình. Nhưng cuối cùng vẫn là hầu khách mà. Thì đấy là các mẫu mô hình. Wow. Không học gì cả. Bây giờ tôi mới hỏi nhé. Chứ không thì cho lớp nó căng quá. Mày cho tao gặp thằng Đức nó ngồi ở đấy màn hình kìa. Con vợ mày hiện nay nó đang quan hệ với mày cấp độ nào? Người ta mê đến mức lệ thuộc luôn. Điều anh nói sai mấy thì sai, nhưng vẫn là hạnh phúc của đời em. Fan thế mới gọi là fan chứ. Vợ mày đang đối xử với mày ở mức nào? Nó mê đến mức thành fan hâm mộ chưa? Hay chỉ là thích thôi, yêu thôi? Chưa thành fan. Nó có trung thành không? Trung thành trên cả fan nhé. Không bao giờ có thích mà lại trung thành luôn là con điên. Ngồi đấy mà tưởng tượng mà. Cái kết cấu nó quá lỏng lẻo. Mà khách là vợ. Mà vợ chính là khách. Mà mày hầu đến cái mức, à quên, mày xây mô hình đến mức mày không chói được tính lệ thuộc này thì mày thua. Thì cái hiểu biết ấy, nó dẫn người ta là xu hướng phải làm. Đấy. Tuấn tên tỷ đâu ạ? Mày trốn à? Mày trốn cũng không thoát được đâu. Con vợ mày hiện nay ở mức nào? Mày biết bao nhiêu fan mà chính vợ lại không phải là fan à? Thích nó chuyển sang hâm mộ cơ. Chuyển chưa? Chưa đến mức ấy à? Còn lỏng lẻo lắm con ạ. Vậy thì độ trung thành đã dám khẳng định chưa? Nó hâm mộ đến mức mày làm sai mà nó vẫn cho là đúng. Nó trung thành đến mức đấy. Có chưa? Có nghĩa là một số cái thôi. Còn cái nào mà dí sâu rồi có vấn đề. Có vấn đề. Đấy là tao mừng cho mày. Mày đã sống với một con đàn bà mà nó trung thành tuyệt đối. Mày biết nó khốn khổ thế nào cho thằng đàn ông không? Và mày có tin rằng có những người phụ nữ người ta rơi vào thế lệ thuộc không? Cho nên là phu tử tòng tử luôn chứ phải chuyện chơi đâu. Thì cái người đàn ông ấy nó tài lắm. Cho nên Tào Tháo mới muốn khẳng định mình là đàn ông tài. Thì Tào Tháo đưa ra 3 luận điểm. Trong đó có một luận điểm định nghĩa đàn ông tài. Đàn ông tài là đàn ông lấy được con vợ của võ tướng đối phương. Tức là của người tài đối phương. Người tài nó sẽ đưa con vợ vào thế lệ thuộc luôn. Lệ thuộc tự nguyện luôn. Và xứng đáng lệ thuộc luôn. Chứ không phải người ta mê muội. Mà làm sao Tào Tháo lấy được, lấy được vợ của tướng tài thì mình mới là thằng tài thực sự. Bạn thấy câu nó thâm thúy chưa? Và kết quả cả một đời Tào Tháo không bao giờ lấy được cô gái còn chính nguyên nào cả. Để anh ấy thỏa chí tính anh hùng của anh ấy, chuyên đi lấy vợ đối tác ấy. Hay không? Cái não mày nó có mở ra được tí nào không? Mày chiếu ta hơi dài dòng thế, mày chiếu tướng cho tao cái con lệ nó nhìn. Chị nghe đối thoại chị nghĩ gì hả chị? Tôi bỏ mày rồi.
Nghe mồ hôi dòng tư duy nó cao quá lộn xộn mà. Ngày xưa sống với chồng ở mức nào cho đỡ lộn xộn này, trả lời cho đỡ lộn xộn. Mức quan tâm thế à? Thế thì kết cấu nó lỏng quá, mô hình lỏng quá. Thế đã có chú nào mà chưa thành, chưa kết hôn nhưng mà đang lợn vợn xung quanh ở mức thích chưa? Kiểu nhấp nháy cái sự rối loạn của em bắt đầu nó chuyển sang thầy rồi. Có lẽ thế này ạ. Bây giờ lại phải thêm một cái cấp độ là thích nhấp nháy nữa tôi ạ. Tôi nói chơi các bạn chứ cho tôi nói thật, tôi nhìn cái chỉ cần hai người nói chuyện một hồi tao biết ngay mày là ai, tôi biết ngay, tôi nói thật các chị. Thì các bạn phải luyện cho đến mức ấy, đến khi bằng tôi rồi bắt đầu mới học Bác Hồ. Chứ đâu học Bác ngay chưa học được đâu. Những phần tôi đã giảng nó hay như vậy mà dứt khoát không học. Vội vội vàng vàng làm sao em đợi đến cái phần tài chính em học xem mấy hệ số nó ra làm sao. Cái người Việt từ từ chưa học tài chính nổi đâu con ạ. Chưa học nổi marketing đâu con ạ. Cái tổng quan thật chắc đó. Cho nên lần này tôi giảng nó khác như năm trước chứ. Sao năm nữa tôi quất nữa. Quất cho lòi mắt ra thôi chứ mà chuyện chơi nữa. Vậy thì bạn bao nhiêu khách mà lệ thuộc bạn? Đấy là áp dụng trong khách hàng. Còn đấy là tôi ví dụ trong gia đình cho nó dễ hiểu. Khi tôi đã đưa khách vào thế lệ thuộc, các chị ạ, thì lúc đó khách nó marketing cho tôi. Khách nó nhảy vào công ty, nó thiết kế sản phẩm cho tôi. Các chị ạ. Và khách nó mang nguồn lực đến, nó giúp nhà tôi, nó giúp cả xây nhà xây cửa luôn. Ok. Không hiểu vấn đề, hùng hục tự cho là mình khôn. Cái khôn vặt cả đời các chị không có được. Người ta làm mọi hành vi là người ta tính đến 10 năm sau. Trồng cây từ bây giờ 10 năm sau mới có cạo mủ cao su được con ạ. Vớ va vớ vẩn đi giải thích tại sao nó thành công. Vớ va vớ vẩn đúng không? Vậy thì phần thứ nhất nó là cái gì? Tổng quan xong, nó ý nghĩa ra làm sao? Nó mô hình ấy, triển khai cái ý tưởng thì nó có mấy nhân tố? 9 nhân tố. Và những nhân tố nào, những mô hình nào mà nó hướng tới cái gì là nó ăn. Nhưng để tạo mô hình người ta có nhiều cách để hầu khách chứ không phải một cách. Bên kia là khai thác cái nền tảng cũng là một cách. Các chị ạ, mở toang hoang ra cũng là một cách, mô hình mở mà. Thì bây giờ kiến thức số 3 các chị đang học. Tổng quan nó là cái gì, khi nào phải thay đổi, nó quan trọng thế nào, và mô hình khung của nó, 9 nhân tố thuộc lòng. Thế thì đến ngồi cà phê với tôi, thầy cho em tư vấn ấy. Tư vấn gì? Hoạt động của em có hiện tượng dối, cho nên em chữa lại hoạt động thì nó đòi hỏi phải thay đổi nguồn lực. Mà nó thay đổi nguồn lực thì nó đòi hỏi thay đổi đối tác. Vì cái hoạt động nó thay đổi thì đối tác phải thay đổi. Thế thì mày thay đổi mô hình gì nữa? Mày điều chỉnh mô hình gì nữa? Dạ vâng. Tài chính em giữ nguyên, sản phẩm giữ nguyên và khách hàng giữ nguyên, nhưng em điều chỉnh cái phần nội bộ để cái hình nó bị méo chứ đâu. Khi mà nói với tôi như vậy, tôi tư vấn liền. Vì tôi hiểu rằng kẻ này có thể đối tác được, tức là nói nó hiểu được. Mày đến nói nửa chữ không xong cứ bày đặt tư vấn. Phần 3 chúng ta đang học đó là mô hình nó có rất nhiều loại. Các chị ạ, không làm thì mày chết. Đấy là phần 1. Mà muốn làm thì rất nhiều loại. Nó vừa sáng tác mới, nó vừa điều chỉnh. Vậy thì bây giờ cái phần 3 là làm thế nào? Trường Doanh Nhân PR.